Vượt nắng thắng mưa đi lắp một bộ dàn karaoke đỉnh cao đến từ thương hiệu DB Technology, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia cho Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng đây quý vị ạ. Ngày mai thì nhà trường cùng kỹ thuật viên đang có một đơn hàng đi lắp đặt cho Học viện Chính trị ở khu vực chỗ đường Ngô Quyền, quận Hà Đông, Hà Nội. Vậy thì bộ dàn DB ngày hôm nay nó gồm có những thiết bị như thế nào và nó có thực sự hay như những gì nhà trường nói hay không? Thì sẽ cùng nhà trường và anh em kỹ thuật đi lắp đặt trong cái video ngày hôm nay quý vị nhé. Bộ dàn ngày hôm nay thì chúng ta không cần tới súp nhưng mà âm thanh vẫn có thể đảm bảo được cái độ hay cho một khán phòng hội trường tương đối là rộng. Quý vị yên tâm một điều, đó là các quá trình vận chuyển này thì luôn luôn đảm bảo được cho quý vị hàng hóa sẽ không bao giờ bị móp méo hay là bị hỏng hóc gì quý vị nhé. Đấy, rất an toàn luôn. Rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi lên trên khu vực hội trường. Và trước mắt quý vị cùng nhà trường đây chính là cái không gian hội trường của Học viện Chính trị, mà nơi Bảo Châu Alex sẽ tiến hành lắp đặt bộ dàn DB Technology ngày hôm nay. Quý vị có thể nhìn thấy một cái không gian hội trường đây cũng tương đối là rộng, cũng không rõ chính xác kích thước khoảng tầm bao nhiêu, nhưng mà áng chừng cũng khoảng tầm độ 150 cho tới 200m², đúng không ạ? Một cái chiều sâu nó khá lớn này. Chính vì vậy mà bộ dàn ngày hôm nay thì Bảo Châu Alex có lắp đặt tới 6 chiếc loa, trong đó có hai cái mẫu loa DB Technology Opera Revo 212W30 và 4 cái chiếc loa Revo 210W25 như thế này. Đó, thì quý vị có thể nhìn qua một cái không gian rộng như thế này thì chúng ta cần phải có được cái số lượng loa như vậy để đảm bảo được cái yếu tố, đó chính là chất âm chúng ta sẽ có thể đánh tốt trong một không gian rộng mà không gây ra tình trạng bị loãng. Đó, thì các cái điểm mà bắt loa thì chúng tôi đã có cắm ti hết rồi. Đấy, và đi các cái hệ thống đường dây sẵn, đúng không ạ? Quý vị có thể quan sát được. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mẫu loa Opera DB Technology Opera Revo 212, dòng loa bass 30, bass kép quý vị nhé. Chúng ta sẽ có hệ thống hai cụ loa bass 30 ở đây. Đấy, bass kép. Và chúng ta sẽ có cấu hình đó là ba loa. Đấy, ba loa ba đường tiếng, chúng ta sẽ có cấu hình là quasi bowway. Thì chúng ta sẽ có hai củ loa bass 30 này kết hợp với lại củ loa chép đồng trục. Thì con loa này được tích hợp cái mạch âm ly Digipro 2 độc quyền của hãng, đúng không ạ? Với mức công suất hoạt động lên tới 1050W, rất là lớn. Và chúng ta sẽ có một cái lỗ thông hơi ở phía trước như thế này, và được thiết kế lưới dưới dạng nó tổ ong để nó giảm cái tình trạng bị nhiễu, cũng như là nó sẽ triệt tiêu những cái luồng gió rít với cái luồng không khí khi mà nó tạo ra cái áp lực ở bên trong chiếc loa này, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ giữ được cái độ nguyên bản của âm thanh gốc, nghe sẽ rất là hay. Phần vỏ thùng loa này thì nó được làm bằng nhựa polypropylene quý vị nhé. Nó có thể chống chịu được tốt các cái điều kiện môi trường, kể cả là quý vị mang ra khu vực ngoài trời cũng được, nó cũng sẽ không gây ra tình trạng bị móp méo cái thùng loa này chúng ta. Đấy. Quan trọng hơn hết, đây chính là cái mẫu loa mà nó đánh dấu cái lịch sử 50 năm, một cái bước ngoặt khá là lớn của hãng, đúng không ạ? Thương hiệu DB Technology. Và cái dòng loa này nó là một trong dòng loa cực kỳ nổi tiếng của Italia quý vị nhé. Nó được sản xuất và thiết kế trực tiếp tại nhà máy ở Italia. Ở Italia thì nó là một cái nôi mà chuyên sản xuất ra cái dòng loa đẳng cấp trên thế giới, ví dụ như loa RCEP hay là loa DB Technology như thế này. Nó sẽ có một cái góc phủ âm cũng tương đối là lớn, 100x80. Do đó là với cái hệ thống loa DB Technology như thế này, nó sẽ có thể chơi tốt được cho một không gian rộng với cái chiều sâu của khán phòng tương đối là lớn. Thì nếu như một cái chiếc loa mà cái góc phủ âm nó hẹp quá thì nó sẽ không thể đảm bảo được cái khả năng phóng âm trong cái hệ thống không gian phòng của mình. Còn ở đây chính là cái phần hệ thống tủ máy này. Tủ máy thì nó sẽ đi kèm các thiết bị, ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có một con quản lý nguồn Begasao M8 này. Chúng ta sẽ có vang JBL VX8. Dòng vang của JBL thì chúng ta sẽ không cần phải quảng cáo quá nhiều nữa, đúng không ạ? Chất âm mà nó mang được cái độ bay bổng, thanh thoát, tiếng rất là ngọt ngào và hay. Khả năng cắt hú rít thì có thể nói là gần như an toàn tuyệt đối luôn, đúng không? Do đó chúng ta sử dụng trong các hệ thống bộ dàn karaoke hay là hệ thống bộ dàn kinh doanh thì nó sẽ cho chúng ta được cảm giác yên tâm hơn, hỗ trợ giọng hát cũng như tái tạo âm thanh rất là chi tiết, sắc nét. Phần mic này cũng là mic của JBL quý vị nhé, VM300. Dòng mic của JBL thì nó sẽ có một khả năng bắt âm tốt và màu sắc âm thanh của nó cũng khá hay, đúng không ạ? Khi mà chúng ta hát thì nó sẽ hỗ trợ cái giọng hát chúng ta, cảm giác hát nó sẽ đỡ mệt hơn rất là nhiều. Phần phía trên này thì chúng ta sẽ có một cái bàn mixer Yamaha MG12XU.
chúng ta sẽ có 12 đường input đầu vào. Với cái bàn mixer như thế này thì nó sẽ vô cùng quan trọng đối với các hệ thống âm thanh dành cho sân khấu hội trường như thế này, đúng không? Để chúng ta có thể kết nối được nhiều thiết bị. Ví dụ như chúng ta sẽ có một đường dành cho mic của MC, một đường dành cho mic của ca sĩ và các đường còn lại dành cho nhạc cụ, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tổng hợp tín hiệu trên bàn mixer này trước khi chúng ta chuyển xuống vang số để xử lý lại một lần nữa, và chúng ta sẽ có thể cắt được cái hú rít nó tốt hơn. Thì quý vị có thể nhận thấy là chúng ta không có cái chiếc loa súp đây, đúng không? Bởi vì với cái chất âm dòng loa DB như này thì nó đã đánh rất là lực, và lực như thế nào thì lát nữa khi mà lên nhạc thì quý vị có thể cảm nhận được rõ nét nhất, đúng không ạ? Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát quá trình lắp đặt của anh em kỹ thuật viên và chờ đợi để chúng ta lên nhạc. Ở những chiếc loa như thế này thì chúng tôi đã có sử dụng cái giá treo rất là chắc chắn luôn, bởi các cái điểm treo đã có sẵn ở trên loa rồi quý vị nhé. Đó, thì với cái giá này thì hoàn toàn yên tâm trong quá trình chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Hiện tại thì sẽ tiến hành treo lên trên cái ti loa như thế này, và chúng ta sẽ treo với cái góc nó bẻ xuống một chút nhé, như vậy thì sẽ đảm bảo được cái khả năng phóng âm nó tốt hơn. Vừa rồi thì quý vị đã được nghe chất lượng âm thanh của bộ dàn DB Technology này rồi, đúng không ạ? Quả thật thì với dòng loa DB Technology Opera Revo 212 và 210 được sản xuất trực tiếp tại Italia và với từ neo kết hợp với lại những công nghệ tiên tiến, ví dụ như DSP tiên tiến hệ mới nhất này, rồi thì các cái bộ lọc pha tuyến tính phơ, cho nên là âm thanh nghe rất là trong trẻo và hay. Chưa cần đấy súp đã nghe đã hay như vậy rồi, đúng không ạ? Và để lắp được trên các công trình của nhà nước mang tính chất quan trọng như thế này thì quý vị đã biết được hàng hóa phải chất lượng và uy tín như nào rồi. Đấy, cho nên là quý vị nào cần những bộ dàn DB Technology như thế này để lắp cho các dự án ví dụ như quán bar này hoặc là sân khấu hội trường như thế này thì có thể liên hệ với Nhật Trường qua số hotline 0985 357 466 hoặc liên hệ tổng đài của hotline Bảo Châu Elec là 1900 0255. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video.